Chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính quốc tế với hơn 9 năm kinh nghiệm. Trong cuộc đời sống của chúng ta thì không chỉ dừng lại việc học ở trong các ngôi trường đại học, có những thứ ở nhà trường không dạy bạn. Chính vì thế, việc chúng ta là phải học tập mỗi ngày thông qua sách báo, sách vở, thông qua các cuốn sách thì chúng ta sẽ học được nhiều tri thức hơn. Và cách lựa chọn, cách học qua những cuốn sách đó là cách học tuyệt vời nhất của các triệu phú hiện nay. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn một cuốn sách. Trong cuốn sách này thì sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa về tài chính cá nhân, biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa về cuộc sống, về cách tạo ra tài sản của các triệu phú. Và thông qua cuốn sách tuyệt vời này, cuốn sách đó tôi muốn nói đến đây đó là cuốn Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú. Một cuốn sách vô cùng tuyệt vời. Trong cuốn sách này không chỉ dạy cho chúng ta những kiến thức để chúng ta tạo lập ra những cái tài sản, và trong cuốn sách này nó còn có tác giả còn đưa ra 10 cách để dạy cho con cái về tiền bạc, làm thế nào để chúng biết cách sử dụng, biết cách vận dụng đồng tiền từ hồi còn nhỏ, từ hồi còn bé. Và những điều này thì không có bất kể một trường nào có thể dạy được bạn. Và thông qua cuốn sách tuyệt vời này, bạn còn học được trong đó có rất là nhiều kiến thức liên quan đến tài chính gia đình, liên quan đến tài chính đầu tư. Bạn bắt đầu tư như thế nào và tại cái tầm tuổi của bạn thì bạn phải sở hữu những tài sản ra sao, cho biết bạn là giàu hay là nghèo, hay là bạn chưa giàu hay là bạn đang giàu có. Và trong cuốn sách này còn có rất nhiều công thức khác nữa. Và để sở hữu cuốn sách này thì bình thường các bạn có thể ra ngoài hiệu sách các bạn tìm mua, các bạn đọc. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn tặng bạn cuốn ebook của nó. Các bạn có thể tìm ở xung quanh video này một cái đường link, các bạn đăng ký vào đó. Tôi sẽ tặng bạn qua email. Và để cho nhiều người được tiếp cận với cuốn sách này, bạn hãy tắt tên 3 đến 5 người bạn của bạn vào đây và cùng chia sẻ cái video này để cho nhiều người được nhận cuốn sách tuyệt vời này hơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.